mình là Thanh Hà đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, share để một video cho tôi và kéo xuống phần đăng ký và đăng ký cho tôi đi. Bởi vì theo thông số thống kê hiện tại chỉ có 5% là mọi người đã kéo đăng ký cho tôi thôi, 95% là chưa nhấn nút đăng ký cái gì hết các bạn à. Trời ơi nó buồn quá, nên gì đấy, các bạn hãy giúp mình hết buồn bằng cách nhấn đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey, lâu lắm rồi tôi chưa quay lại cái làng hi ha Âu này các bạn ơi. Các bạn có nhớ giống tôi không? Thì đây, nếu các bạn không biết, đây chính là bản hiệu chính thức của làng hi ha Âu. Từ nay nếu mà mình có thêm bất kỳ thằng hi ha Âu nào qua đây á các bạn, là đều có trong cái bản này luôn các bạn à. Thì nó kiểu như là nó update, nó dễ thêm vô đó mọi người. À thôi được rồi, ngày hôm nay chán quá à, không có gì làm hết, đi xem những cái bản fan ấy của mấy bạn fan gửi cho tôi thôi. Wow, hôm nay quá trời fan nạt luôn các bạn à. Nếu các bạn có fan nạt của mình mà muốn gửi cho mình mà không biết gửi ở đâu thì các bạn đừng quên gửi vào vườn hoa bé nhỏ của Hia và Jimmy trên Facebook nha. Đây cái hình của nó nè, beng, quá tuyệt vời, nhớ là đứng tham gia nha. Ok, hôm nay là có fan nạt của ai đây ta? Bạn này tên gì đây? Vi Huỳnh Phương, người đóng góp nhiều nhất. Đồ, có nghĩa là bạn này đã fan nạt cho mình rất rất là nhiều luôn á. Cảm ơn bạn Vi Huỳnh Phương nha. Một ngày nấu ăn cùng OTB quá là cháy này. À, cặp đôi lửa chùa đó hả? Cháy bỏng như lửa chùa. Nhưng mà các bạn ơi, tụi này đúng là một cặp luôn. Tụi nó ở đây cái làng này chắc cũng được 2-3 tháng rồi mà nãy giờ các bạn coi nè, hai ngôi nhà của tụi nó cháy vậy mà nó không chịu xây tiếp theo luôn. Mà hôm nay tụi nó đi đâu rồi? Chắc là tụi nó đi nấu rồi đó. Quả nạt tiếp theo là của bạn Minh Anh Bùi, lục lại bí mật của H1H404. Hình như bức này hơi xấu một tí. Trời ơi xấu đâu mà xấu, nhưng mà đẹp ơi là đẹp mà ta. Đây là ủa, bí mật gì của H1H404 vậy ta? Bạn nào là fan của mình thì mới biết nha, bạn nào fan chân chính thì biết thì comment bên dưới nha. Còn bạn nào không biết thì nhớ coi lại cái video này. Đó, vào tim đó, của khứa đó thì mới biết được các bạn nè. Ok, tiếp theo bạn What the hell? Coi xong mê hi ha bản năng hát ám. Giờ giỡn mặt hoài. Bản năng hát ám là tôi quá đầu tư hỏi, làm sao mà không biết được đúng không? Hay dạ, wow. Một fan nạt nhưng mà không có gì hết. À, cái này bạn này chỉ mới skate thôi các bạn nè. Còn rất rất là nhiều bạn fan nạt mới nữa các bạn ơi. Cũng như có bạn là gọi là Naki thích cậu nằm vẽ lâu rồi mà lười mới đăng đó. Hi ha OTB, hi ha glitch và hi ha bản năng hát ám các bạn nè. Tiếp theo là của bạn Báo Nhà Báo Đời. Trời, đặt cái tên gì báo dữ vậy báo trời. Trời ơi, thật thì em có thấy nhiều bài đen của bạn đen hồi năm trước vẫn chưa được duyệt nữa. Trời ơi, có quá trời ba nạt luôn. Lấy gì sao tôi duyệt được hết nữa các bạn. Chưa kể tới những cái spam nữa, nên các bạn cứ đăng thì tôi sẽ duyệt thôi. Chưa duyệt thì đăng lại thôi. Nhiều khi tôi quên. Ok, đã quá trời fan nạt luôn. Đồ trời ơi, fan nạt này nhìn quen quen nha. Nhớ tôi nhớ là có một lần tôi coi dò mà ta. Hi ha alpha bất lực. Ok, tiếp theo là của bạn Di đang tập vẽ. Ui, các bạn Di đang tập vẽ này mình thích lắm á. Bạn này vẽ rất là nhiều fan nạt cho mình và những làng hi ha Âu rất đẹp luôn mấy bạn ạ. À, quá đẹp luôn, những giọt lời ở đây trên rơi xuống. Trời cái gì mà dài thòn lòn luôn vậy trời, sao tôi đọc hết được. Nhưng mà các bạn nào chưa, các bạn muốn đọc thì vô cái đúp 12 bé nhỏ của mình để coi nha. Ok, tiếp theo bạn Gen đây. Tự la tự dỗ. À tự chửi xong tự dỗ hả? Trời ơi mệt quá chết. Hi ha pha kè. Hi ha pha kè qua đây là lụm nó liền đó các bạn. Ú còn bên đây có thêm cái gì ở đây? Hi ha glitch viên bạn nữ sao? Gọi tiếp theo. Ôi giời cái gì vậy? Hi ha glitch đi phượt thôi anh em, nhìn mặt nó giống đi phượt không? Trời, thằng hi ha glitch như khùng á. Mấy tháng trời rồi không có một thằng hi ha mới nào qua làng hết. Mình phải đi qua xử thằng H1H4 mới được các bạn ơi. Qua H1H4 ơi, H1H4 mở cửa. Ồ. Cái gì đây? Điều cái gì đây? Dùm 13 sao? Rồi chứ còn cái gì nữa, kiếm H1H4 chi. Trời ơi đương nhiên là tôi kiếm H1H4 rồi. Dạo gần đây sao hỏi nó không có thằng nào qua lại hay sao mới gì vậy? Nó biết một điều là H1H4 hôm nay không có ở nhà. Mệt thiệt chứ gì, thôi nó đi đâu rồi? Nghe nói là hôm nay đi dẫn hai người mới đến lại Hi Ha Âu đó, ai mà biết đâu. Wow, cái gì mà hai người mới luôn sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đó nghe. Ê, thôi tôi đi luôn rồi nghe, bye bye. Ok, bye bye, bye bye. Thôi chán quá các bạn ơi, thôi mình đi về luôn cho rồi, không có gì chơi vui. Ồ, à đi đâu vậy? Gì cười vậy ba? Ủa ai nữa đây? À, xin tự giới thiệu với mày, ngày hôm nay tao bận là tao đi tìm hai thằng mới này nè. Xin tự giới thiệu với mày, bên phải của tao là Hi Ha Thần Chết. Hello, tôi chính là Hi Ha Thần Chết đây. Còn bên trái của tao chính là Hi Ha Sát Thủ. Hello, tôi là Hi Ha Sát Thủ, là một tay nhắm bắn hiện xạ. Tôi có thể bắn bất kỳ ai ở một khoảng cách rất là xa và bách thắng
chung bạch chung gì ghê vậy trời. Ở đâu ra mà khứa này tìm được hai khứa mới này vậy? À, một đứa thì là tao tìm nó trong một đống tuyết, còn một đứa thì tao tìm nó ở một cái thành phố bắn súng đùng đùng đùng, tao lôi nó qua đây luôn. Trời ơi trời, quay hay lên bạn, còn tôi chính là Hi Ha ở vũ trụ này. Tôi là Hi Ha phiên bản gốc, không có gì hết. Ồ, thì ra đây là Hi Ha phiên bản gốc sao? Thú vị thiệt nha. Anh bạn này còn vác nguyên một cái súng ngoài sau luôn sao? Chứ còn cái gì nữa? Súng này là súng bắn tỉa đó. Tao nhìn thử coi. Đù, một cái súng bắn tỉa siêu to siêu khổng lồ luôn các bạn ơi, quá là VIP đi chứ. Ở đâu mà anh bạn xài súng gì, có bị nguy hiểm gì không? Yên tâm đi, tôi với sở trường bắn súng tỉa và tôi bắn rất là điêu luyện, không có ai có thể bắn lại tôi được. Đúng rồi đúng rồi, đứa này là mấy đứa VIP lắm, tao đã rất là cực khổ tìm được đem về làng này đó. Mặc dù bọn nó không có gì thú vị cho lắm, cũng không phải là gọi là phản diện, nhưng mà vậy là quá VIP rồi. Ôi, không ngờ mọi thứ lại có thêm thành viên mới ngầu hơn nữa đó. Chắc là mấy bạn fan chuẩn bị fan ạt nhiều lắm á nha. Ủa, bộ thế giới này còn nhiều Hi Ha khác nữa hay sao? Ai nói gì mày, đăng ký kìa, các bạn đăng ký kìa, có rất là nhiều Hi Ha Âu luôn đó. Lại đẳng xem đây, đây đây đây, lại đẳng xem nào. Wow, ở đây quá trời thằng luôn, ngầu 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 ngầu. Ồ, trên đây có nhiều thiệt nha, nhìn ngầu thiệt chứ. Đúng rồi, nếu mà mọi người không biết là trong đó có tôi, có H1H4 rồi nhiều Hi Ha khác lắm luôn á. Ồ, như vậy là bọn tôi phải tham quan, phải coi kỹ ở nơi này rồi đó. Nhiều chưa? Thôi được rồi, bây giờ đi theo tao, tao cho nhà của tụi bay cho. Đi theo. Ủa, mày định cho khu đất này cho tụi nó hả? H1H4. Đúng đúng đúng, bây giờ thằng thần chết sẽ là ở khu này. Ok, tôi sẽ xây một ngôi nhà siêu đẹp, phong cách của thần chết nằm ở đây. Ê, còn nhà tôi ở đâu? Đó, đi theo tao, chỗ khác. Ồ, vậy là khu này dành cho thằng Hi Ha sát thủ hả? Đúng vậy, Hi Ha sát thủ, mày sẽ là khu đất này, biết chưa? Thôi rồi, cảm ơn nhiều nha anh bạn. Ta sẽ xây một cái khu như cái căn cứ của sát thủ luôn, siêu ngầu, siêu đẹp, siêu VIP. Ok, muốn xây gì xây. Được rồi, bây giờ tao với lại thằng Hi Ha sẽ đi làm giấy tờ cho tụi bay. Ủa, ok, đi thôi. Đây, lên tìm tổng thống. Có tổng thống luôn hả ta? Mình có nên ám sát tổng thống không ta? Mấy bạn cho mình ý kiến thử coi coi mình có nên không nha. Ủa, ở đâu ra mà mày tìm được mấy thằng đó? Đồ đi ngược luôn ta. Đi ngầu ngầu ngầu. Trời ơi, bởi vậy tao mới tìm ra được. Tao tên là H1H4 mà mày. Tao như vậy mới tìm ra, tôi phải tên là Hi Ha đâu. Quay quay quay, cái thằng quỷ sứ này hôm nay mày móc mẻ tao nữa mày. Nói giỡn thôi, vui là chính đó mà. Mà thôi vô đi, tụi tao cũng đã tìm rất là cực khổ mới ra được, đâu phải muốn ra là ra đâu. Ồ, oh, ok. Ồ, xin chào Hi Ha và H1H4 nha. Hôm nay đến đây có chuyện gì vậy? Gặp tổng thống Hi Ha. Đạo đạo, hôm nay cũng đúng đó, nhưng mà bọn tao đang cần gặp tổng thống Hi Ha để nói một số việc. Cũng đúng đúng, hôm nay có mấy thằng mới đến làng đó mà nên làm giấy tờ. Ồ, thế thì lên thôi. Ok, lên 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 các bạn ơi. Trời ơi, Hi Ha anh pha lâu ngày gặp lại vẫn ngầu như ngày nào ha các bạn. Rồi tới rồi, tới rồi mấy bạn ơi. Tổng thống Hi Ha ơi, có người cần gặp đây nè. Ai ơi, H1H4 và Hi Ha đến đây có chuyện gì vậy? Bọn tôi đến đây là để điền thông tin của hai thằng mới. Ồ, thế á, thằng mới là ai? Nói đi. Là Hi Ha sát thủ và Hi Ha thần chết. Ồ, ok, để ta điền vô. Rồi, tiếp theo nữa là thằng đó mày đã lấy từ vũ trụ nào vậy? Tôi dẫn nó từ một vũ trụ rất là xa xăm, 7892. Đó là của thằng sát thủ, còn của thằng thần chết là 000323. Cái gì đâu mà nhiều số như vậy trời, hắc não thiệt. Rồi, tôi đã ghi đầy đủ rồi, có gì kêu tụi nó xây nhà, coi như là tụi nó đã ở trong làng Hi Ha Âu của chúng ta nha. Ok. Rồi, bây giờ tụi mày còn cái gì nữa không? Còn không thì giải tán đi, cho tổng thống Hi Ha này nghỉ ngơi. Không có gì nữa, được rồi, thôi đi thôi Hi Ha ơi. Ok đi thôi. Thú vị thì thôi, được rồi, cảm ơn mày ngang. Được rồi, trời ơi, hôm nay vừa nói không có mấy mới cái có liền luôn á. Vậy thôi mày làm gì làm đi, tao đi về với lại em yêu Jimmy ba của tao đây. Thấy ghê quá ba ơi ba, thấy ghê quá, dạo này mày đặt cu te nữa mấy bạn ơi. Quỷ H1H4 này, không biết học đâu ra mấy bị của tôi ở đâu vậy? Sao vậy? Ủa, ở đâu các bạn? Các bạn trừng con mắt ra các bạn nhìn. Sau nhà Hi Ha đét. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Sao, 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 sao? Cục vàng ơi, cục giòn, đi đâu vậy? Đi qua đây cứu mình à, sợ thằng H1H4 nó phát hiện. Trời đất ơi, có gì đâu sợ, có tôi bảo kê, không có gì phải sợ, ok. Trời ơi, đâu có biết là ông có bên này ông đâu, nên là phải qua từ từ. Trời mắt gì nói thì thầm chi vậy, giờ có tôi rồi mà. Quên nè, hồi nãy thấy có hai thằng nó lạ lắm luôn á. Trời ơi, lạ đâu mà lạ, đúng không? Cái bà thằng đó tên là một thằng là Hi Ha sát thủ, một thằng là Hi Ha thần chết. Đó biết luôn. Các bạn nhìn kìa, các bạn nhìn kìa. Nhà của người ta mới qua, người ta xây được ngôi nhà rồi, còn hai cái thằng ông nội này không chịu xây, hai thằng lửa chùa này bực bội tụi nó thiệt chứ. Quay.
Hi ha, chết. Ủa, xây nhà gì mày sao xây cao hơn bình thường vậy mày? Ờ, nhà phong cách của tao, cởi tao mày. Cái gì nữa vậy? Cái thằng ông nội này á, mày gặp ai mày cũng ôm, bảo đảm 100% mày ôm cái thằng thần chết đó rồi đúng không? Sao mới hay vậy? Nó mới ôm tôi luôn á, không hiểu sao ở đâu thù lù ra xong nó ôm tôi à, thằng quỷ này á. Thôi thông cảm đi, thằng này nó bị thiểu năng, nó bị glitch á, nên cái não nó cũng glitch theo giật á, nên vì thế à, lâu lâu nó có mấy cái trò khùng điên, nên hi ha thần chết thông cảm nha. Khùng điên. Đó, hay ôm tệ nó đi. Mày nó bị gì vậy? Ôi, cho mày cho ôm cái coi. Ôi, cái thằng này người yêu của tao mày cũng ôm nữa hả mày? Ôi, gì vậy? Cho ôm cái, có gì đâu mà căng thẳng gì thôi. Không ôm nó, tao đi qua ôm sẽ khủng đi. Trời. Trời ơi, cái thằng ông nội này nó bị vấn đề. Ủa, mà thằng này ở đâu ra vậy? Nó khùng điên điên vậy? Ôi, thằng đó là một trong những cái thằng khùng nhất của cái làng này. Cái não của nó có vấn đề. Nên vì thế mày thông cảm giùm cho tao đi. Mấy bạn fan của tao cũng thông cảm lắm. Ừ, ok, vậy thôi, tao xây nhà tiếp đây. Mày đi đâu đi đi. Jimmy, ủa đấy là lại hi ao mà sao có Jimmy? À quên, trời ơi, Jimmy là này là người yêu của tôi có thể dẫn qua, mỗi người trong làng này đều có thể bảo lãnh người qua đây được mà, nhưng mà không được ở lại xây nhà thôi. Ồ, ra là vậy, đây là luật mới à, tôi mới biết. Ok, ủa mà thế giới qua không có Jimmy luôn hả? Có chứ, sao không? Nhưng mà Jimmy chết rồi, trời ơi, cũng là do tôi đó, đau khổ quá mà. Ủa sao vậy? Tôi là người phải lấy linh hồn của Jimmy, nên vì thế là Jimmy mới chết đó. Trời, cái gì mà căng thẳng vậy mấy bạn? Mấy bạn có biết được câu chuyện của Khứa này, comment ở bên dưới cho tôi biết nha. Thôi đi nha. Thôi, chết xây nhà đi, khóc hoài mày. Rồi, tao đi, đi bay làm gì làm đi, tao xây nhà đây. Trời ơi. Mày ôm tao, tao bắn hay bà mày bây giờ, thằng khùng này. Trời ơi. Quay, đừng bắn nha. Mày nè. Mày. Mày biến thái vậy bị. Dở mặt đi mà, tao bắn mấy bà mày đó. Trời ơi, gì mà ghê vậy trời, gì mà bắn súng mày xèo vậy, cái gì vậy ông nội, hay nha sát thủ. Trời ơi, cái làng này tôi không ngờ là có thằng biến thái luôn đó. Quên nói với ông, đó là thằng hi ha glitch. Thằng đó nó không có ý đồ gì đâu, cái não của nó có vấn đề, nó là cái thằng khùng nhất trong cái làng này á, biết không? Nên thông cảm cho nó đi, nó ôm xả dao thôi chứ không có biến thái. Ra là vậy, ai biết đâu, đang xây nhà xong rồi thằng ông nội lù vậy chứ, ôm tôi bắn cho bây giờ. Nó trốn rồi mấy bạn ơi. Mày nói ấy, mày sát thủ đừng bắn nó, tội nghiệp thằng đó bị khùng mà. Trời ơi, ủa đâu rồi? Trời đâu rồi? Trời, đừng có chí. Trời ơi, chạy vòng mệt quá vậy trời. Trời ơi, đừng bắn nó đi, không nổi ơi, sát thủ. Trời ơi, bắn hoài vậy ba, mới nói tức thì xong bắn nữa vậy. Thôi, nhưng mà tôi không thích ôm, mệt quá, nó nằm luôn rồi kìa Jimmy. Trời ơi, ơi cái chân. Trời ơi, đói, bắn hoài vậy tịch thu súng đó. Vậy thôi không bắn nữa. Ủa mà Jimmy, đây là Jimmy vũ trụ của ông à? Đúng rồi, đây là Jimmy người yêu của tôi, vũ trụ của tôi. Ủa còn của ông thì sao? Jimmy ở vũ trụ của tôi bị bọn xấu bắt đi rồi, bây giờ tôi còn chưa tìm được thông tin nữa. Gì ghê vậy các bạn có coi vũ trụ của thằng này không, comment lại bên dưới cho tôi biết nha. Mà vì sao Jimmy bị bắt, mà Jimmy bị bắt à bởi ai thì comment bên dưới cho tôi biết nha. Trời ơi, cái gì mà căng thẳng quá vậy. Thôi vậy thôi, xây nhà thì xây đi, xong rồi nhớ đi kẻ cứu Jimmy nha ba. Rồi biết rồi. Vậy mày định ôm tao đó mày? Mày cho tao ôm đi, xong rồi tao phụ mày đi tìm Jimmy đó. Trời ơi, nó định vậy luôn hả? Ôm cái đôi. Được rồi, ôm mày, ôm đi. Ôi, bà nói cha mày luôn à, mày đây. Mệt cái thế giới này quá. Cái thế giới này giờ có thêm đứa người nó nhức đầu thiệt luôn á các bạn ơi. Cái gì đâu mà sầm hết rồi. Hay không biết hai cái nhà mới của hai thằng này sắp tới nó sẽ ra sao, đẹp như thế nào nữa. Đúng rồi đó. Tại nhà thiết kế gì, nhà gì đâu nhìn xấu chứ. Thôi đi thôi Jimmy ơi. Thôi đi. Không biết cái gì nữa. Đi. Hay đi dài thôi Jimmy ơi. Đi. Gì trời Jimmy? Ôi trời ơi. Mấy trời thằng này ơi, đang quay nhảy tới nhảy thiệt luôn rồi mấy bạn ơi. Yeah.